Chào mừng quý vị và các bạn đến với công ty cổ phần công nghệ và thương mại Sixtech. Như chúng ta đã biết, điện trở bề mặt là một trong những yếu tố rất quan trọng trong việc kiểm soát và giám sát tất cả các đối tượng như bàn, sàn, giá kệ, quần áo, găng tay, giày dép, ESD hay còn gọi là các đối tượng chống tĩnh điện. Tất cả những đối tượng này chúng ta bắt buộc phải kiểm soát giá trị điện trở của chúng có nằm trong ngưỡng yêu cầu hay gọi là ngưỡng an toàn về điện trở chống tĩnh điện hay không. Và để đảm bảo chính xác được kết quả khi chúng ta đo đạc, chúng ta cần phải có một thiết bị đạt chuẩn yêu cầu. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn bộ thiết bị đo điện trở bề mặt MEG102 đến từ thương hiệu Shiseido Nhật Bản. Và chúng ta hãy cùng theo dõi video này để xem bên trong chiếc vali này sẽ bao gồm những phần thiết bị gì và cách sử dụng của chúng như thế nào. Về phần ngoại quan, vật liệu để làm nên chiếc hộp này được làm hoàn toàn bằng nhựa dẻo và với thiết kế hoàn toàn bằng màu đen thì sẽ mang lại một cảm giác rất là chuyên nghiệp cho người sử dụng. Và bên trong chiếc hộp này sẽ bao gồm những phần gì? Chúng ta hãy cùng khám phá nhé. Chúng ta sẽ có một stat data và một giấy chứng nhận hiệu chuẩn từ nhà sản xuất Shiseido. Đây chính là hình ảnh thân máy đo điện trở bề mặt MEG102. Khi các bạn nhận thiết bị, chúng ta cần phải kiểm tra số serial number đằng sau thân máy có tương ứng với số serial number trên giấy hiệu chuẩn hay không. Nếu có sự sai sót, các bạn có thể liên hệ nhà cung cấp để được hỗ trợ. Chúng ta sẽ có hai đầu điện cực khối lượng 5 pound. Đây chính là khối lượng tiêu chuẩn được yêu cầu trong việc sử dụng để đo và kiểm soát chống tĩnh điện theo tiêu chuẩn quốc tế ANSI S2020. Để đo về bàn, sàn, giá kệ, chúng ta sẽ có một cặp dây kết nối từ thiết bị ra đầu điện cực, một kẹp cá sấu, một ổ cắm để hỗ trợ đo từ điểm tới điểm đất or to ground, một sợi dây cáp với chiều dài tiêu chuẩn là 25 cm. Đây là chiều dài để đánh giá chất lượng đầu vào của bàn, sàn, giá kệ. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng sạc ESD, các bạn cần phải đánh giá định kỳ hàng tháng hoặc là nửa năm hoặc là một năm một lần thì các bạn có thể sử dụng chiếc sợi dây này, chiếc sợi dây cáp này với chiều dài khoảng 90-95 cm. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối và sử dụng thiết bị đo điện trở bề mặt MEG102 một cách chính xác và hiệu quả. Trên tay tôi đây là thiết bị đo điện trở bề mặt MEG102. Phía đằng sau của thiết bị sẽ là khay đựng pin và pin này là loại pin 1.5V. Các bạn có thể sử dụng và thay thế rất dễ dàng. Về phía mặt trước của thiết bị, các bạn có thể thấy phía mặt trên nó chính là những cái đèn LED hiển thị từ 10.3 tới 10.12. Đây chính là nút khởi động on off khi khởi động thiết bị. Trên giao diện của thiết bị, các bạn có thể thấy phía góc tay trái đây chính là còn dung lượng pin, phía góc tay phải sẽ là nhiệt độ và độ ẩm, hiện tại đang là 30 độ C và 54% độ ẩm. Ở đây chúng ta có 3 nút vật lý. Nút phía bên tay trái sẽ phải chuyên về phần cài đặt. Về cài đặt, các bạn có thể chọn chế độ hiển thị nhiệt độ ở độ C hoặc là độ F bằng cách nhấn nút màu đỏ. Chế độ thứ hai đó chính là chế độ Stabilize, có nghĩa là chức năng tự động ổn định. Chúng ta sẽ có hai chức năng ở đây, đó chính là Auto và Fixed. Đối với chức năng Auto thì đối với những bề mặt có điện trở lớn hơn 1.0 × 10 thì thiết bị sẽ tự động lựa chọn thời gian ổn định là 15 giây, sau đó sẽ hiển thị kết quả. Đối với chế độ Fixed thì thiết bị sẽ ổn định trong vòng 15 giây đối với bề mặt lớn hơn 1.0 × 16. Âm thanh có thể on hoặc off và xóa đi tất cả dữ kiện đã lưu. Đối với thiết bị này thì chúng ta có tối đa là 100 dữ kiện có thể lưu. Về phần memory, các bạn có thể thấy và lưu ý để muốn trở lại với giao diện đo thì chúng ta sẽ nhấn giữ nút màu đỏ này. Rồi, và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với hai đầu điện cực. Đối với các ứng dụng đo như là bàn, giá kệ thì chúng ta có thể sử dụng sợi dây cáp với chiều dài 25 cm tiêu chuẩn này để gióng vào để đo một cách có kích thước chính xác hơn. Test. Hiện tại bề mặt bàn này đang có giá trị điện trở trên 1.0 × 16 nên thiết bị sẽ tự ổn định trong vòng 15 giây.
để đưa ra kết quả chính xác nhất. Một 1.67 × 10^19, các bạn có thể lưu. Và test một lần nữa. Nếu các bạn muốn nhanh hơn thì có thể nhấn nút màu đỏ này để bỏ qua quá trình ổn định này. 1.71 × 10^19. Và sau đây tôi sẽ thử trên một bề mặt tấm kim loại. Nhỏ hơn 1.0 × 10^13, các bạn có thấy sự khác biệt giữa giá trị điện trở nhỏ hơn 1.0 × 10^16 chưa? Thời gian đo kết quả diễn ra rất là nhanh. Nhỏ hơn 1.0 × 10^13. Các bạn có thể thấy hiện tại chúng ta đã đo 3 lần. Với kết quả lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba, các bạn lên xuống nút bên tay trái hoặc bên tay phải. Nhấn giữ nút đỏ để trở về trạng thái ban đầu. Nếu bạn có những thắc mắc, những câu hỏi, hãy liên hệ đến công ty chúng tôi để nhận được sự tư vấn, sự hỗ trợ nhiệt tình nhất. Xin cảm ơn.